Trời nắng quá ông đổi mũi. Khát nước à? Đây này. Nếu mà bỏ có mà dạ. Cái đây nhá. Lôi cho ông. Cuốc từ thế này xuống hả? Cuốc từ kia xuống. Trời nắng quá ông đổi mũ. Cháu nội đi. Thôi cho xuống, cho xuống. Ngoan nhá, ở đây nhá. Cuốc từ thế... Em cầm cái mũ ra cho ông này. Nóng quá. Nóng lắm à? Thank you.
ông đi nghỉ đi. Để để ý nhá. Ừ. Mạnh vào. Nặng không? Thôi đi, đi về đi. Thôi nghỉ đi các con ơi. Vâng. Mũ của ông với của em đâu? Cầm mũ đi, tí nóng đấy. Quay cột, xoay 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 xoay, không xoay này, đấy đấy đấy, đó đó đó, đây này, đây. Rồi, ta này lắp vào đây nhỉ ông nhỉ? Ừ, lắp vào. Là cũng vào đây nhấc nhấc không? Ra để con có. Được rồi ông ơi. Ừ. Còn hai vì nữa còn mình lắp nốt. Rồi. Ê, quay 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 cái này nè em. Quay đầu đi. Thank you.
từ trên. Chưa, đi đấy. Rồi. Ông để vào tí này. Ông ơi, ông lấy cái kia khó cho con. Con nha.
ra cái cột này cho con. Kéo cho anh nhé. Con nha.
Ơi, bởi lúc này mình di chuyển từ ngoài cho vào đó. Rồi, đây này, mình vắt xa quá, nay hết rồi ông ạ. Con dựng kia đi, con dựng lên, con hộ
ông. Cháu mình chuyển lên rồi nộp nhá. Vâng. Cháu mệt không? Ngoan nhá. Nhá. Con ạ, dạ. Cái bờ rô này là không nộp rồi. Con xem nào tình hình con có được bao nhiêu tiền. Giờ thì con nếu mà bỏ ra thì chỉ bỏ ra được 1 triệu thôi ạ. Còn lại thì con còn để đi chợ. Thì để có mua tôn nộp. Nếu mà bỏ số tiền tích góp ra thì con nghĩ chỉ bỏ ra được 1 triệu thôi. Ừ. Còn lại thì con còn đi chợ để đi buôn bán. Ừ. Bây giờ để ông ra ông nói khó họ mình ký nợ trả sau. Thôi, ông ơi thế tốt quá. Ừ. Chỗ đây là ông quen biết thì mình đi mua trả mình đi mua trả xong là chẳng có. Ừ. Xong là con sẽ cố gắng đi làm để về trả cho. Ừ. Ông cháu mình ra xem mua luôn. Vâng. Nguyên các con này. Đi đây. Mít. Đi. 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 Ngoan quá nhỉ. Hai con đi vào rô đi, ông đi mượn máy bắn. Vâng. Bây giờ chưa về cả. Ông mượn máy về trước à ông? Ờ, mượn rồi. Nào, cháu đưa ông đỡ cho. Ông đưa cho con gái. Ông mình cho lên với nhau nhỉ? Ừ,
lên. Ông dưới ông gọi kìa. Chờ con tí. Cái nói ấy cái gì, cái nói cây gì để mua về đâu ông mình đang thiếu đồ dạo ở dạo. Ý rồi ông có người quen để ông qua mình đi mua. Ông qua mình đi mua nói gỗ về để làm để bớt bớt chi phí. Cái loan gỗ rẻ hay đắt không? Rẻ. Rẻ. Ừ. Bây giờ thì tiền nông thì vẫn thiếu thốn đấy không? Ừ. Thì là bây giờ ông con mình đi mua thì mua trả dần cũng được. Ừ. Con sẽ cố gắng đi làm để cắt lại. Ừ. Đi mua nói gỗ trước. Đi. Đi. Ông chuẩn bị đồ chưa? Ok. 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 Chịu nhá. Vâng. Chịu một thời gian rồi cũng trả cho cháu cũng được. Ừ. Hay quá rồi ông ạ. Mình mua để chịu thì bây giờ mình chọn mình đi. Ừ. Có bó sáng lên này. Lấy cái bó này. Ừ.
tối là chết xong rồi. Để sẵn đi, để rổ sẵn mà đấy. Dài quá. Được có sẵn. Và đây anh lau mặt cho. Có rồi. Xong người đấy. Thank you.
con nước rồi ông ra rửa mặt đi. Rửa mặt ông con rồi. Đi mít. Đi. Đi quá, đi chào. Thank you.
nhá. Để dao đây tí ra cắt tiếp nhỉ ông.
xám về à? Ừ. Ông nhanh thế, đi lúc nào con rồi không biết. Em được cha vội, em mang xuống suối để rửa một thể xong chặt rồi em đi đun bếp. Em ơi. Đang làm gì vậy? Chú ông xuống đây rồi. Em diệt lâu thế. Ông lại mãi cho bây giờ. Rồi, đi ăn đi. Em xuống suối anh sốt ruột quá. Không sao, anh dạy em tập bơi rồi mà. À. Bởi vì suối này có đoạn sâu lắm. Anh lên làm với ông đi, chứ nghe ông lại nói sao đấy. Ở đây ông có biết không? Ông không, ông đang ngồi hết tuổi. Mà em rửa nhanh em về nhé. Vâng. Anh chạy lên. Anh về đi. Về đi Mick. Cái rổ sắn mẹ đây.
hai con mình ra. Cho anh xem nước sáng như nào nào. Ôi, cháy hết rồi này. Cháy quá. Khối đứng đứng. Em như này này. Đây, đem cho mặt này này. Nhục hết mặt em rồi. Nương sắn vất vả bôi nhỏ hết mặt em. Cháu thấy em này vất vả nên cháu bôi tí cho đẹp mặt. Đi lên. Được có sao ăn hay không sợ cháy hết không? Cháy cháy nhỏ. Chó thổi cho cháy đi. Sắp chín chưa? Sắp chín rồi. Và đây anh lau mặt cho. Này anh đùa, đùa tí thôi. Và anh lau mặt cho này. Được rồi đấy. Con ơi. Dạ. Cái chú này gố nó mục, nó lấy gì đệm chú này à? Vâng. Thì con kia nguyên chú đệm vào đấy.
bỏ cho ngon. Úi rồi, sáng trái thế không? Than nhiều. Ngon không? Ngon. Con nhỏ không ai nướng cho con ăn, con tự đi nướng ăn, con sai con sắp chết rồi. Khoảng 4 năm rồi. Mở ra là ngon nhỉ? Vâng. Có ăn là tốt lắm à? Có ăn là tốt rồi. Trái nhưng mà vẫn ngon. Mít cũng thích ăn sáng nhỉ ông nhỉ? Ừ. Chị khoan nhỉ? Ừ, chị khoan. Thôi mày ăn no rồi mình tiếp tục đi làm thôi. Mình bắt đất. Em đưa cho anh cây. Nha.
xăm ngừa đấy. Cháu ơi, về nghỉ thôi. Trời tối rồi, về dọn đồ hộ con thôi, nghỉ thôi. Ngủ chưa? Cấp hết rồi ông, đi về. Hai ông dọn cổng đẹp thế. Bích về đi, Bích. Về đi. Về đi. Nhanh lên. Đi cầm cuốc. Con mình về đây nó nhà mách chắc tính. Ôi mồ mồ. Ơi. Ông rửa tay tay. Ông ơi. Mai mình đi lại đi làm tiếp. Không cho xong ông con mình đi. Hai đứa bẻ nhanh nhá.
cái cho em. Vâng. Đi thôi em ạ. Đi đi mic. Chạy lung tung này. Mưa này mình chẳng làm được gì đâu. Ừ. Nhà vách chốc tẩy mưa ra làm hoa nhá. Vâng. Và cái sữa ấm này. Ướt hết rồi. Ăn ngô đây nướng ăn đi. Tí ông con mình như là. Khói quá. Chín đấy, thơm ngon quá. Ông ăn đi, chắc ngon đấy. Ừ. Ôi, ngô ngon quá giòn. Ngon hả? Ừ, ngon. Ông ăn đi. Của con sắp chín rồi đấy. Em phải quay như này mới không bị cháy. Của em chín rồi đấy. Ăn đi. Em bở cho anh một nửa nhá. Thôi em ăn đi, anh của anh chín rồi. Ngon quá nhỉ ông à? Ừ. Ngon quá. Mưa này đụng đụng đấy. Có khói nhiều nhỉ ông? Ừ. Khói nhiều. Ông quay đi, ông quay đi. Của ông sắt trái dần rồi. Cái này này. Sắp chín rồi đấy. Nóng không? Nóng. Đây này, mít mít. Này. Mình ăn ngon giỏi nhau nhỉ. Thế nha. Này 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 này. Vào đây.
Ừ. Nóng nhá. Ăn đi, ăn đi. Đi ăn đi. Ơi. Trời đang mưa đất đã ẩm, con đi kiếm cái hoa về hai ông cháu tranh thủ trồng nhỉ. Ừ. Em làm nhá, để anh lên đóng vách nhà xong là ông gọi ông xuống làm hộ em. Con ơi. Ông con mình dọn hết rác sạch đi rồi ông con mình trồng. Nhé.
ra quyết. Ôi.
nhỉ? Ngủ mạnh là chó. Ơi. Cái này chắc quá. Ừ. Ông chặt chó rộng để ông trồng hoa. Ông chủ là cái cưa này, cưa không có dễ nào không? Nào có được không? Nắng có bạn. Chưa là cuối ạ. Vâng. Ông con mình về nhỉ? Vâng.
rửa tay, tay chân phải không? Ừ, cào hết cái này vào đi. Chưa khô hẳn không ạ? Cháy chậm. Đấy là cho mắt cuốn lớp được rồi nhé. Mắt cuốn lớp đi. Hai cái ba cái thôi.
Tôi mồ hôi lắm. Ok, mang cho em. Rồi rồi, cháu về gánh nước tưới hoa đi. Vâng ạ. Thế ông với lại em làm nhé. Ừ. Con để nước đây nhé. Ừ. Không đánh được làm sao mà đi được. Em cần cuốn xuống đây cho anh để anh đào đường. Vâng. Thank you.
nước nha. Đi ra, đi, bước bây giờ. Ôi, đi mít nhanh mít.